Thời gian qua, lĩnh vực kiểm toán nhà nước, y tế và giao thông vận tải có nhiều nội dung vấn đề nóng được xã hội, cử tri và nhân dân quan tâm, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề đang đặt ra đối với các tân bộ trưởng, trưởng ngành. Bên lề hành lang Quốc hội phiên họp chiều nay, phóng viên của truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phỏng vấn nhanh một số đại biểu Quốc hội. Trong thời gian vừa rồi thì cơ quan kiểm toán đã có phối hợp rất tốt với các cơ quan của Quốc hội trong việc tăng cường cái công tác giám sát, công tác kiểm tra của Quốc hội một cách tốt hiệu quả. Và bằng cách đó thì cũng ngăn chặn được nhiều những cái vấn đề phát sinh. Tôi rất là hy vọng là với cái đà đó thì tân tổng kiểm toán sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò của mình để thực sự ngày càng tăng cường cái vai trò của kiểm toán với tư cách là một cơ quan độc lập để có thể cùng với cái Quốc hội nâng cao cái hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong việc tăng cường giám sát, kiểm tra, điều chỉnh các cái hoạt động kinh tế xã hội. Cũng như tất cả mọi người trong ngành và kể cả xã hội thì tôi nghĩ là chúng ta cũng có quyền kỳ vọng ở Bộ trưởng mới là sẽ nhanh chóng giải quyết được trước mắt là những cái tồn đọng, những cái vấn đề mà nó thuộc về ngắn hạn. Tôi nói thí dụ như tình trạng thiếu thuốc hiện nay, thiếu thuốc rồi thì trang thiết bị và cũng như xét nghiệm ở các bệnh viện. Thứ hai nữa là tinh thần, cái sự đãi ngộ của nhân viên y tế để ngăn chặn cái đà là đang sụt giảm và đang là xin nghỉ việc ồ ạt. Đó. Và cái điều quan trọng nhất đứng về mặt lâu dài đó chính là cái đường hướng, cái định hướng làm sao để cho ngành y tế có thể phát triển một cách đúng hướng nhất, một cách hiệu quả nhất. Thì trước mắt là Quốc hội chúng ta thì sẽ có cái sửa đổi về luật khám chữa bệnh. Thì làm sao mà Bộ Y tế là cơ quan soạn thảo thì cũng phải là có cái sự nắm bắt về cái tình hình thực tế trong ngành, so sánh với những cái hệ thống pháp luật về khám chữa bệnh của các quốc gia để mà chúng ta có được cái mô hình làm sao phù hợp nhất đối với Việt Nam. Rất là kỳ vọng vào tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trong cái thời gian tới thì Bộ trưởng cũng sẽ có những cái quyết sách và có những tham mưu kịp thời, đúng đắn và đột phá cho chính phủ để làm sao đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của ngành cũng như là đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các cái dự án giao thông trọng điểm. Ví dụ như là dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, ví dụ như là dự án đường cao tốc Bắc Nam, các dự án đường cao tốc đặc biệt là phía Nam, các dự án sân bay. Thì có thể nói đây là những dự án trọng điểm của quốc gia và nếu như chúng ta đẩy nhanh được cái tiến độ thì nó có ý nghĩa rất lớn trong cái việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.